Hôm nay là thứ hai này, ngày mùng 3 nhá, mùng 3 tháng 11 đây, mùng 3 tháng 11 năm Tân Sửu nhá. Mình sẽ tiến hành cắt lá cái cây hoa giấy. Đấy, đây nhá, đây là cái cây hoa giấy bonsai của mình đây nhá. Đây là đang ngược nắng cho nên là nó nhìn nó không được nét các bạn. Đấy. Mình đang tiến hành bứt bỏ lá kìa. Đấy. Cây này nó già này trên chậu nên mình không ép nước làm gì, sợ nó khô cành, chỉ cắt lá thôi. Đây hoa nhá, nó đang có một hoa này. Đấy. Thấy chưa? Bạn nhìn xem nó đây, cái bệ gốc của nó này. Đấy. Nhìn này, nó bị lũa này. Đấy, lũa. Lũa hết nhá. Đấy. Đấy, bây giờ mình sẽ tiến hành dùng cái kéo này mình bấm bỏ hết lá này. Bấm sạch lá nha các bạn nhé. Bấm sạch vào lá để ép nó do nó do, cho nó ra hoa Tết. Còn 2 tháng nữa là Tết 2022. Đấy. Bây giờ mình sẽ tiến hành này. Bấm sạch lá này. Cây đào thì người ta gọi là suốt lá đấy. Suốt hết lá trước Tết 2 tháng để cho nó ra hoa đúng Tết. Đây mình cây hoa giấy. Mình cũng làm như thế xem. Đây những cái mầm này thì mầm này mình cũng bấm bỏ. Bấm sạch vào lá này xem là nó ra hoa xem có đúng Tết không nhé. Hiện tại cái cây này của mình những cái cành non nó bật ra mình thấy nó đang nhú nụ rồi. Nhưng mà thôi mình cứ cắt bỏ kệ. Cắt bỏ xem là nó có ra hoa đợt sau không.